takeoff. The home point has been updated. Please check it on the map. Rồi, ok, hello, xin chào tất cả các anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một cái video mới ha. Thì video anh em đang xem thì hiện tại đang được quay vào khoảng giữa tháng 6 của năm 2021 nha anh em. Trước cái diễn biến phức tạp của cái dịch bệnh Covid-19 á, thì xã hội hiện tại nó như là đang xã hội hiện tại đang bị giãn cách đó anh em. Thì nói thật với anh em là việc mà đi đâu đó để tham quan ngắm cảnh, để thỏa mãn cái thú mà mình đi chơi du lịch này kia đó anh em, thì thực sự đúng là một điều xa xỉ anh em ơi. Không biết ở địa phương của các anh em sao, thì hiện tại ở địa phương của mình đó đang thực hiện nghiêm cái việc giãn cách xã hội đó anh em, cho nên là việc đi lại này chỗ kia rất là khó khăn vì phải qua rất là nhiều chốt kiểm dịch. Vì vậy cho nên là mình mới quyết định là mình mua một cái thiết bị bay, hay nói đơn giản đó là một con flycam hết anh em. Thì ở đây mình chọn cái con mình mua đó là DJI Mavic Mini 1 hết anh em. Thì hiện tại tại thời điểm này đã có rất là nhiều cái hãng, các hãng làm ra flycam ha, với giá cả rất là rẻ luôn ha. Nhiều, rất là nhiều hãng ha, rất là nhiều thể loại flycam luôn anh em. Nhưng tại sao mình lại chọn DJI Mavic Mini 1? Thì hôm nay mình sẽ nói các lý do mà mình chọn mua và sử dụng em nó ha anh em. Rồi ok anh em, thì như anh em đã biết thì hiện tại vào cái thời điểm này, nếu mà anh em nào có theo dõi về công nghệ, theo dõi về này kia kia nọ, thì chắc cũng biết rất là rõ về cái vấn đề gọi là cái thiết bị bay hiện tại thì có rất là nhiều luôn hết anh em. Thì hiện tại thì trên thị trường đã có rất là nhiều cái hãng sản xuất flycam anh em ơi, như Hubsan nè, rồi MZX, rồi SGRC vân vân, và may rồi ngoài ra còn có Autel này nọ rất là nhiều. Thì những cái hãng đó thì nó kéo dài trải dài phân khúc đó, từ tập bay cho tới những cái phân khúc vô cùng cao cấp luôn ha anh em. Thì tại sao mình lại chọn Mavic Mini 1 mà không phải là những cái hãng đó, thì đây chính là cái lý do của mình nè anh em. Thì mình chỉ nói về vấn đề kỹ thuật nha, còn về tính năng á, thật ra thì về tính năng thì anh em biết có rất là nhiều video rồi đó. Tại sao là không phải là Mini 2 hay là Phantom hay là Mavic Air, Mavic Pro các thứ ha anh em, mà lại là Mavic Mini 1 ha. Thì lý do trước tiên để mình chọn DJI Mavic Mini 1 đó chính là về giá ha anh em. Thì hiện tại á, trên thị trường giá của nó rất là tốt rồi anh em. DJI Mavic Mini 1 có giá dao động từ khoảng 6 triệu anh em cho tới khoảng 8 triệu rưỡi anh em, tùy theo cái chất lượng ha. Thì có khoảng 6 triệu đồng thôi anh em đã có thể sở hữu được DJI Mavic Mini 1 bản combo 3 pin luôn anh em, với cái số lần sạc rơi vào khoảng 30 lần cho một viên pin ha. Rất là thoải mái luôn, nói chung là viên pin còn mới và zin đét luôn đó anh em. Thì tại sao mình lại chọn đó là chính là lý do thứ nhất, đó là vấn đề về kinh tế anh em. Nó vấn đề về kinh tế thì DJI Mavic Mini 1 có cái mức giá rất là phải chăng nha anh em. Đó là vấn đề về kinh tế đầu tiên luôn đó, vấn đề đầu tiên tiên quyết tại sao mình lại chọn. Nhưng mà so với những cái phân khúc tập bay thì sao anh em, nó vẫn đắt hơn anh em ơi. 6 triệu thì anh em có thể mua được đến tận hai con F11, SGRC F11 4K Pro đó anh em. Rồi anh em có thể mua mấy con bung đó, SG906, mấy con bung 12, rồi mấy con bung 16 này nọ, có rất là nhiều giá, giá khoảng 4-5 triệu thôi là anh em mua được rồi. Thì tại sao lại không mua những cái dòng tập bay đó mà lại đi mua DJI Mavic Mini 1 để làm gì hết anh em? Thì nói cho anh em nghe về cái mà mình thích trên cái con Mini 1 này nè. Đó là những cái vấn đề mình nói về kỹ thuật ha, sẽ nói về kỹ thuật. Thì đầu tiên là cái vấn đề mình quan tâm nhất đó chính là vấn đề về hình ảnh nha anh em. Trước khi mình chọn mua một cái con flycam á, thì mình quan tâm nhất là vấn đề hình ảnh đó. Thì vấn đề hình ảnh sao, em này nó cho một cái chất lượng hình ảnh phải nói là rất là tuyệt vời anh em ơi. Đó, so với những cái phân khúc tập bay đó thì không có để so sánh em nói đâu anh em. Đó, em nó cho một cái chất lượng hình ảnh vô cùng tuyệt vời, là cái thứ nhất mình thích đó, là về chất lượng hình ảnh. Rồi cái tính năng nói chung anh em biết nhiều về nó rồi, mình không có nói về cái tính năng hình ảnh như là gimbal
sóng rung 30 hay 50, 10 gì đó, không quan tâm nhiều lắm. Đó. Rồi cái vấn đề thứ hai mình quan tâm nữa, đó là vấn đề về thời lượng quay và pin. Thường thường thì anh em biết là các dòng flycam mà giá nó rẻ đó anh em, thì những dòng flycam tập bay đó thì cái thời lượng pin của nó cũng tốt đó, nhưng mà thời lượng pin nó tốt nhưng mà cái thời gian sạc pin của nó thì có vẻ như là không được ổn lắm anh em. Cái thời gian mà sạc pin của nó không được ổn lắm anh em. Rồi đó, chính vì cái thời gian mà sạc pin của nó lâu á, nó cũng làm cho chúng ta giảm cái trải nghiệm mà khi sử dụng nữa anh em. Thì cái con DJI Mavic Mini 1 này nó sở hữu một cái công nghệ sạc pin gọi là công nghệ sạc nhanh ha anh em. Nó sử dụng cái tiêu chuẩn sạc nhanh Quick Charge 3.0 đó anh em. Đó, nó sử dụng cái điện áp là 12V đó, 1.5A với cái công suất là 18W. Thì cái thời gian nó sạc một cái viên pin đó cực kỳ nhanh anh em. Khoảng một đâu đó mình sạc đó, mình thấy nó khoảng một tiếng thôi nó đã đầy được cái viên pin đó rồi, và cho cái thời gian bay nó lên đến tận 25 phút luôn anh em, rất là tuyệt vời luôn. Trong khi những cái hãng khác thì với viên pin như vậy á, nó không có công nghệ sạc nhanh đó anh em, thì anh em phải sạc 4-5 tiếng đồng hồ. Thật sự nó là một cái thời gian phải nói là cực kỳ dài luôn anh em, dài cực kỳ. Và đối với một cái trải nghiệm về cách sử dụng này nọ đó anh em, thì mình nói thật là với anh em nó rất là hẻo luôn anh em. Đó, vấn đề sạc pin nha, sạc nhanh, em này sạc nhanh, sạc 3 viên pin mà chỉ mất đâu đó khoảng tầm 4 tiếng thôi anh em. Với 3 viên pin thì anh em có thể bay thoải mái luôn, thoải mái lá cải luôn anh em ơi. Rồi, đó là vấn đề về pin. Vấn đề thứ ba nữa đó là khả năng cung cấp những cái thông tin cho cái người bay. Tức là những cái dòng flycam giá rẻ đó anh em, thì anh em biết là thông tin nó cung cấp cho cái người điều khiển bay đó rất là hạn chế anh em. Ví dụ như tốc độ gió, ví dụ như độ cao, rồi tốc độ gió, rồi hướng gió, GPS. Những cái thông tin của những cái hãng mà tập bay giá rẻ này nọ đó, nó rất là mù mờ anh em. Còn trong khi em này á, cung cấp cho cái người mình bay á, nó rất là nhiều cái thông tin anh em. Anh em có thể biết được khi nào gió mạnh, khi nào gió yếu, rồi GPS hiện tại là bao nhiêu, mức pin bao nhiêu, thời gian bay còn lại bao nhiêu, các chế độ bay như thế nào, rất là nhiều thông tin anh em. Và đối với mình á, mình rất cần những thông tin đó anh em. Mình thật sự rất là cần những thông tin đó. Tại vì sao? Tại vì á, những cái thông tin đó nó giúp cho mình cảm thấy nó yên tâm hơn khi mà mình thực hiện một cái việc mà bay trên trời đó anh em. Tại vì bay trên trời nó khác với chạy dưới mặt đất. Anh em cần phải biết được nhiều thông tin hơn thì anh em mới bay tốt được ha. Đó chính là cái khả năng cung cấp rất là nhiều thông tin đó cho anh em. Rồi một cái vấn đề nữa, vấn đề thứ ba đó chính là khả năng coi như là chiến đấu của nó đó. Em nó có khả năng chiến đấu rất là tốt, mặc dù nhỏ nhưng mà khả năng về kháng gió, khả năng về bay, về độ cao, về tầm xa, về truyền hình ảnh này nọ các thứ rất là ổn định. DJI thì chắc không cần phải bàn rồi. Rồi khi một cái vấn đề thứ tư nữa đó là vấn đề về truyền hình ảnh khi mà bay nè. Em nó khác với những cái em mà tập bay ở cái chỗ là em nó truyền hình ảnh bằng cách là tiếp sóng qua cái bộ điều khiển ha. Tức nghĩa là không phải như những hãng tập bay mà anh em phải sử dụng cái sóng mà trực tiếp bắt từ điện thoại tới máy bay á. Anh em phải biết là cái anten wifi của điện thoại chúng ta rất là nhỏ ha anh em. Rất là nhỏ. Cho nên là khi mà anh em mà sử dụng điện thoại là bắt trực tiếp để lấy cái hình ảnh về đó, thì nó thật sự rất là dở anh em. Cái việc mà tiếp sóng á, cho cái thiết bị bay chúng ta bằng bằng cái đồ điều khiển á, thì nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái trải nghiệm hình ảnh tốt hơn và thời lượng pin nó cũng tốt hơn đó anh em. Đó chính là những gì mà DJI Mavic Mini mang lại cho mình về kỹ thuật mình cảm thấy yêu thích. Còn một cái rất quan trọng nữa, đó chính là cái linh kiện để thay thế và sửa chữa thì phải nói là cực kỳ phong phú luôn anh em. Linh kiện để thay thế và sửa chữa thì cực kỳ phong phú anh em ơi. Đó, cực kỳ phong phú luôn. Đó, linh kiện thì đối với DJI thì linh kiện thay thế thì nó rất là nhiều anh em. Đó, làm cho chúng ta cũng tin tưởng hơn về một cái thiết bị mà chúng ta đang sử dụng anh em. Đó, tại vì khi mà linh kiện dồi dào á thì anh em sẽ có nhiều cái để mà chúng ta thay thế, mà có nghĩa là làm cho chúng ta yên tâm hơn đó anh em, làm cho chúng ta yên tâm hơn rất là nhiều khi mà chúng ta sử dụng em nó ha. Linh kiện thay thế rất là nhiều với anh em. Rồi một cái đặc tính nữa
để mình kết thúc lại cái video của mình nữa, là đó chính là cái vấn đề về cái trọng lượng anh em. Thì JI Mavic Mini có một cái trọng lượng rất là tốt anh em. Toàn bộ cả bộ combo á nó rất là nhẹ anh em. Chính vì cái nhẹ đó thì nó rất là thích hợp cho chúng ta đi đây đi đó, mình mang bác theo á nó rất là khỏe anh em. Đối với những cái dòng mà tập bay giá rẻ đó, thường thì trọng lượng của nó rất là nặng anh em. Mình đã từng xài SGRC F11 4K Pro á, nó rất là nặng anh em. Rất là nặng thì cái tính cơ động của nó không có anh em. Còn em này thì tính cơ động với nó là cực kỳ tốt luôn. Đó. Rồi tại sao không chọn Mini 2? Mini sắp tới là có Mini XE rồi Mini 3 rồi những cái dòng cao cấp hơn, tại sao không chọn? Đơn giản là mình không có tiền đó anh em. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Thì Mini 1 hiện tại Mini 1 đang mang tới cho chúng ta một cái trải nghiệm rất là tốt luôn nha. Rồi đó là những cái gì mà bản thân mình cảm thấy, mình chia sẻ cho anh em trước khi mình quyết định mua con DJI Mavic Mini 1 này. Đó, hy vọng là nó sẽ giúp cho anh em có một cái lựa chọn tốt hơn ha. Đối với anh em có những điều kiện kinh tế không có được nhiều cho lắm thì tùy vào điều kiện kinh tế của anh em ha. Chứ mình không phải nói mình ép buộc hay là mình cổ suý hay là mình cổ vũ hay là mình là fan của bất kỳ một cái gì cho anh em. Thì mình chỉ nói để anh em tham khảo về những đặc tính kỹ thuật của sản phẩm khi anh em quyết định chọn mua nó ha. Rồi ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video ha. Hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Tạm biệt, đừng quên subscribe nhé. Lenin đây. Lenin em. Lenin. Lenin đi. Ê. Chung. Rồi Lenin. Lenin. Ok, landing rồi. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xuống đất nha.